Sự kiện 1. Phát triển mạng lưới. Năm 2016 đã khép lại với việc hình thành thêm 14 thành viên, nâng tổng số đơn vị lên 23, chạy dài từ Bắc, Trung, Nam với trên 500 cán bộ nhân viên và cấp quản lý. Mô hình tổ chức. Cũng trong năm 2016, VNI tiến hành thay đổi mô hình tổ chức với việc đổi tên từ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không. Các chi nhánh đổi thành công ty thành viên và thành lập thêm một số ban tại trụ sở chính. Sự kiện 3. Kết quả kinh doanh. Hoạt động kinh doanh trong năm 2016 với tổng doanh thu thực hiện là 552,3 tỷ đồng, đạt 106,5% kế hoạch được giao, tăng 44,5% so với thực hiện năm 2015. Doanh thu hoạt động bảo hiểm thực hiện là 492,8 tỷ đồng, đạt 105,5% kế hoạch, tăng 48% so với thực hiện năm 2015. Trong đó doanh thu mà bảo hiểm phi hàng không thực hiện là 375,3 tỷ, đạt 110% kế hoạch, tăng 76% so với thực hiện năm 2015. Sự kiện 4. Công tác quản lý, kiểm soát. VNI được đánh giá là một trong những đơn vị có tỷ lệ bồi thường ở mức hiệu quả so với thị trường. Tỷ lệ bồi thường chung là 30,9%, trong đó tỷ lệ bồi thường mà bảo hiểm phi hàng không 25,8%, thấp hơn tỷ lệ bồi thường của thị trường 33,7%. Sự kiện 5. Các dự án tiêu biểu năm 2016. Một trong những điểm nổi bật của hoạt động kinh doanh không thể không nhắc tới thành công của khối dự án khi liên tục trở thành đối tác bảo hiểm chính thức của các dự án quy mô lớn như 1. Dây chuyền 2 nhà máy xi măng Công Thanh, Thanh Hóa. 2. Nhà máy giấy Công ty Cổ phần Giấy An Hòa, Tuyên Quang. 3. Công trình thủy điện Nậm Xây Luông, 4 năm Lào Cai. 4. Nhà máy alumin Nhân Cơ Đắk Nông. 5. Dự án An Bình City Hà Nội. Sự kiện 6. Công tác xây dựng thương hiệu hình ảnh VNI. Với định hướng chiến lược năm 2016 đến năm 2020, trở thành một trong top 10 công ty lớn nhất thị trường ngành bảo hiểm, VNI đã tiến hành thay đổi bộ nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống, bao gồm logo, hình ảnh, thông điệp để từng bước xây dựng hình ảnh VNI chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, trách nhiệm đúng như khẩu hiệu, vững niềm tin, chắc tương lai mà ban lãnh đạo đã đề ra. Sự kiện 7. Hoạt động cộng đồng. Song song với các hoạt động thúc đẩy kinh doanh, xây dựng thương hiệu, VNI tiếp tục duy trì công tác xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội, hướng tới cộng đồng bằng các chương trình vô cùng ý nghĩa như tổ chức Vì Nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Bình, tổ chức chương trình Trung Thu Yêu Thương tại ba miền Bắc, Trung, Nam cho các cháu nhỏ tại Viện Huyết Học, Truyền Máu Trung ương, Bệnh viện Huyết Học Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi Đà Nẵng, tổ chức chương trình hướng tới miền Trung tại Gửi Quà Tặng, hỏi thăm động viên người dân xã Cồn Năm, Ba Đồn, Quảng Bình. Sự kiện 8. Khách hàng. VNI không ngừng nâng cao vị thế cạnh tranh bằng việc ký kết hợp đồng hợp tác với nhiều khách hàng lớn như Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội, Tập đoàn Gele Simco. Sự kiện 9. Đối tác, kênh đại lý. Với lĩnh vực tài chính, VNI đã tiến hành hợp tác chiến lược với các ngân hàng AB Bank, ngân hàng TB Bank, ngân hàng Phương Đông, ngân hàng Bản Việt. Với khối ngành bảo hiểm, ký kết hợp tác với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, đồng thời thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống đăng kiểm. Sự kiện 10. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Năm 2016, hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng được ban lãnh đạo và công đoàn quan tâm thông qua việc tổ chức các hoạt động nhằm cải thiện đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên theo hướng gắn kết, hội nhập, giao lưu và thân thiện. Một VNI phiên bản mới đang được hình thành. Một VNI biết trân trọng từng giá trị của mỗi thành viên trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp. 10 sự kiện tiêu biểu của năm 2016 là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên VNI trong hành trình chinh phục thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, giữ được niềm tin vững chắc của khách hàng, cổ đông, đối tác để từng bước trở thành top doanh nghiệp hàng đầu. VNI, vững niềm tin, chắc tương lai.